Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ôi vui quá xa là vui, trời ơi mấy bạn ơi. Mấy bạn có biết hôm nay tại sao Phong vui các bạn? Mấy bạn hãy nhìn nè, tên 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 tên. Mấy bạn có thấy cái gì đằng sau lưng của Phong không? Hôm nay nè các bạn ơi, trường học của mình mới vừa tổ chức một cái buổi đi chơi picnic dành cho tất cả các học sinh ở trong trường học luôn các bạn ơi. Đó, bởi vì cho nên là ở đây hôm nay có rất là nhiều bạn bè của mình luôn anh em ạ. Và anh em xem nè, xung quanh đây là nhìn nè, có bánh kẹo nè, trái cây nè, rồi pizza nè, rồi thêm cả gọi là mì gói nữa cho mình, nhiều rất là nhiều đồ ăn luôn các bạn ơi. Bên đây thì có cả bong bóng bay nè. Đó, nhìn rất là thích luôn. Ở chỗ này thì còn có thêm cả lều cắm trại nữa nè. Đấy, mày thấy không? Cái lều cắm trại màu xanh dương y hệt màu của mình thích luôn các bạn ơi. Rất là vui luôn nha. Đây, ok, để mình hỏi coi Sam đang làm gì ta. Ủa Sam ơi. Sam. Thấy không Phong? Gì vậy? Ủa bà đang làm cái gì mà sao tôi thấy hôm nay bà đem quá trời hoa vô trong trường không vậy? Hả? Biết sao không? Tại vì tôi biết hôm nay là một cái lễ cắm trại rất là to nên tôi quyết định là đem tất cả cho bông này tặng cho mọi người, ghê không? Đó. Tốt dữ ta. Trời ơi bạn ơi, bạn coi nè, quá trời hoa đẹp luôn bạn ơi, mà Sammy đem sao đi tặng. Tôi trồng đó nha, chứ không phải tôi mua đâu. Ghê à, tự trồng luôn hả? Gì mà giỏi quá vậy? Trời ơi Sammy giỏi dữ ta. Ơ Sam ơi, tôi thấy có cái cây gì lạ lạ nè, cây này là cây hoa ăn thịt người phải không Sam? Đúng rồi. Trời, gì mà ăn thịt người bà nội, sao bà lại đem cái cây này vô trong trường? Dễ thương mà, thấy dễ thương quá trời luôn nè. Nó trời ơi mình, nó rùi á. Gì? Người không? Trời ơi, vậy thì cái này là hoa ăn côn trùng chứ không phải là hoa ăn thịt người bà nội. Ủa không phải à, ai biết đâu. Trời ơi trời thôi. Nói chung cái hoa này nhìn đẹp á, cho tôi xin cái hoa này, tôi thích cái hoa này lắm. Tôi đem về tôi bỏ trong phòng tôi, tại phòng tôi nhiều muỗi lắm, cho nó ăn hết mấy con muỗi trong phòng tôi, hiểu không? Rồi biết rồi, không lấy đây. Ok, cảm ơn nha, cảm ơn Sam nha. Trời ơi hoa đẹp quá. Ok, để qua đây coi mọi người đang làm gì ta. Ê, ôi trời, hình như bên đây là tên Mr. Dịch phải không ta? Hắn ta đang làm gì vậy? Đang ăn hả? Trời ơi, cái đồ đáng ghét. Ăn cho nhiều vô đi nha, ăn cho nhiều vô rồi mập thay ra nha. Ê, thôi rồi, cậy cậy hắn ta đi các bạn ơi. Ô, cá muối nè. Ô, hello Phong. Hello cá muôi đang làm gì vậy? Tôi đang tập vẽ tranh nè, ông nhìn thấy đẹp không? Trời ơi, cá muôi vẽ đây hả? Ờ, đây là bức tranh cho tôi vẽ đó. Trời ơi, gì mà giỏi vậy, cá muôi vẽ đẹp dữ ta. Trời ơi, tính ra nha là không? Đẹp, tính ra tôi nhìn thôi tôi biết là ca mui có được 10 hoa tây luôn đúng không? Đấy, ừ, trời ơi trời. Cảm ơn ông nha. Nếu mà ông thích cái thì tôi sẽ vui vẽ cho tặng ông vài bức luôn. Ồ, thiệt hả? Đâu đâu để tôi xem coi. Thôi, mấy bức tranh này là mấy cái bức tranh mà ca mui vẽ đây hả? Đúng rồi á, bức tranh này là tôi vẽ hết luôn á. Trời ơi, gì mà ghê quá, để coi chỗ này có gì đây. Ui, có Batman luôn à. Trời ơi, ca mui cũng thích Batman giống Phong hả? Có, tôi là fan hâm mộ của Batman luôn. Trời ơi, hay ghê ha, Phong là fan hâm mộ của người nhện. Thôi giỡn thôi. Nói chung là ca mui vẽ đẹp quá. Trời ơi, mấy bạn ơi, mấy bạn thấy ca mui vẽ đẹp hay không? Nếu bạn thấy ca mui vẽ đẹp nhớ bình luận cho mình biết nha các bạn nha. Trời ơi, thôi ca mui cứ vẽ tiếp đi nha. Tôi qua bên kia hỏi thăm mấy người bên kia cái đã. Ok, tạm biệt ông nha. Ok, tạm biệt ca mui. Ok, để xem còn ai nữa không ta. Ôi, trong hôm nay ở trường mình nhiều bạn bè quá anh em ơi. Ô, Simmy nè. Ô, hello Sim. Ui da, đau quá nha. Hello Phong Cẩn nha. Trời ơi, vui dữ vậy. Tôi giỡn có tí thôi mà. Ôi, nói chung mà hôm nay nè, Sim thấy hôm nay vui không Sim? Trời hôm nay tôi vui lắm luôn á. Tại trường học mình tổ chức cái buổi đi chơi cắm trại picnic này, vui ơi vui luôn. Tôi cũng vui nè. Ủa, mà Sim đang làm gì vậy? À, tôi đang may áo quần nè, không thấy áo quần đẹp không? Trời ơi, tính ra là nhà Sim bán quần áo mà giờ Sim còn gọi là biết may áo quần luôn hả? Trời ơi, tôi mà vậy tôi may mấy đúng áo quần là tôi sẽ tặng cho tất cả mọi người trong trường. Nếu mà ai người đó gọi là ngoan nhất trong trường tôi sẽ tặng hết trơn luôn. Trời ơi, thích vậy. Thích dữ vậy ta. Trời ơi, Sim ơi, tôi được nhiều điểm 10 à. Simi tặng cho tôi cái áo được không? Ông có chắc không? Giờ ông làm hết bài tập về nhà chưa? Thật ra thì hôm nay mọi người đi chơi đông vui quá cho nên là tôi cũng quên làm bài tập rồi. Có gì tí nữa tôi về tôi làm. Thôi tôi nói giỡn thôi, lát là tôi sẽ tặng ông một cái nha, chịu không? Ok, được, chịu. Ủa mà khoan, hôm nay Simmy đem theo con chó này, con chó gì ạ? Bé mơ của tôi á, trời bé mơ của tôi gọi là canh chừng giúp tôi rồi quay rồi ăn cắp đồ, bé mơ cắn người đó luôn. Wow, vậy hả? Hóa ra đây là bé mưa hả? Trời ơi, bé mưa ơi, con đứng lên coi, đứng lên. Ui, đứng lên thiệt nè. Mưa ngoan lắm, trời ơi. Ủa gì hay vậy? Ngồi xuống mưa, ngồi xuống. Ui nó ngồi nè. Thấy chưa? Trời ơi mấy bạn ơi,
con bé Mưa này nó dễ thương quá bạn ơi, mình kêu đứng lên nó ngồi xuống nó nghe theo lời mình luôn bạn ơi, dễ thương dữ. Thôi rồi, coi như là sim chăm bé Mưa tiếp bây giờ, tôi đi coi coi còn ai không. Ủa khoan, ai ai đây? No. Cai Ron thật thơm gần chết luôn. Ê trời, hello Phong. Hello Cai, trời ơi Cai đang làm gì vậy? Trời đất ơi, không thấy hả? Tôi đang ngồi đây để tôi nướng thịt nè. Ủa mà sao không làm việc đi còn qua đây vậy? À trời ơi, tôi trang trí lều trại xong rồi, bây giờ tôi qua hỏi thăm mọi người nè. Trời ơi, thịt thơm quá Cai ơi, coi chừng nó khét kìa Cai, lật lại. Lật lại. Đó. Trời ơi, coi chừng nó khét bây giờ. Ôi trời ơi, thơm quá Cai ơi, tí nữa cho tôi xin miếng được không? Tính ra là đây có hai miếng á, là miếng này của tôi với là miếng của Simmy luôn á. Ủa gì? Không nấu ăn cho Simmy ăn hả? Thì tất nhiên rồi, mình phải gọi là ra cái vẻ gọi là ga lăng một tí, không hiểu không? Ủa mà Cai, cho tôi hỏi này coi, tôi đang thắc mắc là chuyện của ông với Simmy sao rồi? Bộ hai người vẫn còn chưa hẹn hò hả? Lại đây, tôi nói ông nghe cái bí mật này nè. Cái này á phải gọi là bạn thân dữ lắm tôi mới kể nha. Bí mật á là bây giờ tôi á với Simmy á là đang gọi là hẹn hò với nhau rồi. Cái gì? Ủa? Cái gì mà ghê vậy? Đừng có la. Trời ơi, đang hẹn hò trong bí mật thôi, chưa có ai biết hết, đừng có la ba. Trời ơi, mấy bạn ơi, Simmy với Cai Ron hẹn hò bí mật mấy bạn ơi, ghê vậy ta. Ôi trời ơi, tính ra Cai Ron giỏi nha. Trời ơi, tính ra ghê nha, không cần tôi. Cũng bình thường thôi. Ủa mà ông ăn uống nhiều để tôi làm cho. Cho tôi ly sinh tố hay gì cũng được, từ nãy giờ đi vòng vòng mệt quá. À, ly sinh tố đúng không? Ok, ở đây có rất là nhiều nguyên liệu luôn nè. Táo nè, cà rốt nè, gì khoai lang nè, thịt sống nè, gà mà... nè, rồi mắt nè, rồi sau đó là thịt thối rửa nữa. Ok, cái gì mà nghe thấy ghê vậy ba? Từ, nghe thấy ghê thôi, nhưng mà để tôi xây trong coi nè. Đó, nhìn nguyên liệu đó nha. Thịt sống nè, rồi thịt gà nè, mắt nè. Cai ơi, tôi nói bạn nghe nè. Thôi, bây giờ bạn giữ lại bạn uống mình bạn đi ha. Chứ ngon lắm, trời ngon lắm thiệt. Rồi, tôi biết là ngon rồi, nhưng mà nếu như mà ngon thì thôi bạn giữ lại bạn uống mình bạn đi ha. Chứ tôi không nghĩ rằng tôi có thể uống được cái nước này đâu. Tạm biệt nha, tôi xin miếng thịt được rồi. Cái gì vậy ba? Miếng thịt của tôi mà. Cho tôi xin đi mà. Trời ơi. Hay ủa còn ai đây? Ủa, Sido. Rồi. 1 bằng 2, 2 thêm 2 bằng 4, 4 x 4 bằng 8, 8 cộng 8 16, 16 cộng 16 bằng 32. Gì vậy Rô? Ủa cái gì mà tự nhiên hôm nay mọi người đang đi cắm trại vui mà Rô còn học bài nữa Rô? Trời ơi, tính ra là ông làm tôi giật mình đó Phong. Hiện tại là tôi đang phải cố gắng học để tôi phải học càng giỏi tôi càng tốt và tôi càng vui. Tôi phải học hết cái tủ sắt đằng sau lưng này à, tôi mới chịu thôi. Trời, cái gì mà ghê vậy trời, tính ra nha các bạn nha, hôm nay là cái buổi mà mọi người đi chơi chung với nhau mà ông Siro ổng kêu rằng là ổng phải học hết luôn cái đống sách đằng sau lưng thì ổng mới chịu. Để mình xem coi, để mình đếm coi. 1 quyển, 2 quyển, 3 quyển, 4 quyển, 5 quyển, 100 quyển, 200 quyển, 1000 quyển. Trời ơi, gì mà nhiều quá vậy? Rồi tôi nói ông nghe nè, ông học hết cái đống này cái ông bị khùng luôn á Rô. Khùng đâu mà khùng, người ta nói rồi, học nữa, học mãi, học không bao giờ là thừa. Nên là để tôi học với ông ra chỗ khác đi, yên tĩnh với tôi học coi. Trời ơi các bạn ơi, tính ra là ông Rô ông hết thuốc chữa á bạn ơi. Cái ông này ông học cái gì mà học nhiều dữ vậy trời? Học cái gì mà học từ sáng đến tối, học từ trường đến lớp, rồi bây giờ đến về nhà cũng học, mà bây giờ đi chơi cũng học luôn, cái gì mà học gì học nhiều chứ. Ồn ào để người ta học. Rồi, tôi biết rồi, tôi không ồn ào nữa. Trời ơi bạn ơi, cái ông này khi nào ông học riết ông bị khùng luôn ta. Rồi học thì học chứ, nhưng mà cũng phải lâu lâu giải trí đi tí chứ, đi chơi mà còn học nữa. Nói chung là việc học thì quan trọng thiệt á, nhưng mà đừng có học nhiều quá nha Rô, học nhiều quá riết bị khùng luôn vợ á. Trời ơi, học không? Rồi, ok. Ông lấy cây cung rồi, ông tính bắn mình luôn rồi bạn ơi. Ôi mệt cái ông Siro này quá, ông học suốt ngày à. Thôi bây giờ mình về nhà mình trang trí cái liều cắm trại của mình tiếp thôi. Hay là lơ. Ủa gì bên kia thế này? Ủa tại sao tên Mr. Dịch đang đứng nói chuyện với Sammy cái gì vậy trời? Ủa tính ra cái tên Mr. Dịch này xấu xa lắm, từ trước giờ hắn ta có bao giờ chịu nói chuyện với ai đâu ta, sao tự nhiên hôm nay lại qua bắt chuyện nói chuyện với Sammy vậy ta? Thôi để mình nghe coi hắn ta đang nói gì vậy. Hey, trời ơi, hôm nay đẹp trời như thế này, ta lại may mắn gặp được một cô nàng cực kỳ xinh đẹp ở đây. Hey cô gái, em tên gì ạ? Tôi tên là Sammy. Sammy à, cái tên này đẹp ghê ta, đẹp như bạn vậy luôn á. Trời ơi, ủa mà bạn xinh xắn này thì bạn đã có bạn trai chưa? Hóa ra là cái tên Mr. Dịch này đang tính tán tỉnh Sammy với bạn ơi. Trời ơi trời, cái tên xấu xa này. Được lắm. Quay cái tên Mr. Dịch kia. Ủa, cái gì vậy? Cái gì là cái gì? Nè, ta nói cho ngươi biết nha, Sammy là bạn của ta, đừng có mà hòng lại gần cô ấy, đi ra chỗ khác đi. Sammy, cái con nhỏ này là bạn của My hả?
Đúng rồi. Trời ơi, cậu ơi, cậu đẹp này mà cậu quen gì cái thằng xấu quắc xấu cơ, nhìn thì nghèo đói rách nát mà cũng đòi làm bạn với một cô gái đẹp như này hả? Ủa nè nè, tôi nói cho ông biết nha. Tôi nghèo thì tôi nghèo thiệt á, nhưng mà tôi là một người bạn rất là tốt, chứ không bao giờ mà xấu xa, xấu tính với ông đâu, cho nên là đừng có nói vậy nha. Đi ra chỗ khác đi. Trời ơi, xấu xa, xấu tính. Ôi, mà chưa suy cho cùng á thì ta xấu xa hay xấu tính thì cũng liên quan quái gì cái việc của ngươi. Hôm nay một ngày đẹp trời, ta gặp một cô gái đẹp thì ta thích, ta tỏ tình thôi. Ngươi là cái thá gì mà khen sen vô hả? Ta không cần cái thá gì hết á, nhưng mà Sammy là bạn của ta mà, ngươi không được tỏ tình Sammy. Bạn bè chỉ là bạn bè thôi mà ra cái vẻ làm như ngươi là người yêu của cô ta không bằng á. Ủa, đây là bạn trai cô hả? Không, chỉ là bạn thôi. Ôi, đó chỉ là bạn thôi mà làm gì ghê ông nội. Ủa thì là bạn thôi á, rồi sao? Ủa thì ông cũng chỉ là bạn thôi, nói chung là bạn bè đi học chung thôi được không? Thôi đi về. Này, mất cả rồi. Mày coi chừng tao mày, hôm nay chưa xong đâu, để mặt có con gái đây á. Ôi, cái đồ vô duyên. Hey, trời ơi bạn ơi, dễ gì mà tỏ tình Sammy được, mình còn chưa tỏ tình được thì còn lâu tên Mr. Dịch xấu xa mới tỏ tình Sam được. Nhưng mà bạn ơi, tính ra là tên Mr. Dịch này cũng nói đúng. Tính ra là mình gọi là chơi chung với Sam rất là lâu rồi, mình cũng thích Sam, nhưng mà mình lại không dám tỏ tình mấy bạn ạ. Có phải là do mình nhát gan quá không ta? Nhưng mà thôi, mình nghĩ rằng chuyện tỏ tình cứ để từ từ đi nha. Thôi, cứ để từ từ thôi. Ê, Sam ơi, Sam. Tôi nói bà nghe nè, tôi nói bà nghe nha. Bởi vì tôi là bạn của bà á, cho nên là tôi mới cảnh báo cho bà biết trước thôi. Cái tên Mr. Dịch á, cái tên nó xấu xa lắm. Hắn ta lần trước lừa dối Simmy á, cho nên là tôi nói bà nè, không được tiếp xúc với hắn ta nghe chưa. Ủa thật hả? Đúng rồi, hắn ta là một cái tên học rất là dốt luôn, mà còn xấu xa, xấu tính nữa, rất là hay thường xuyên hãm hại bạn bè, cho nên đừng có chơi chung với hắn, hiểu không? Ok, vậy thì thôi tôi không chơi. Nhớ lời tôi á, cái tên Mr. Dịch này hắn ta xấu xa lắm. Ôi là trời. Hey, trời ơi là trời, sao tự nhiên thấy chán ta. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết không, hôm nay nè bạn, anh em trong gọi là trường học của mình á, ai cũng có một cái công việc để làm việc hết. Các bạn coi nè, Sammy thì đem hoa tới để tặng cho mọi người nè. Đây là những bông hoa mà Sammy đã trồng để tặng cho mọi người. Simmy á thì may quần áo để tặng cho mấy bạn đó. Kyron thì nấu ăn, còn Siro thì đang ngồi học bài, Camui thì đang vẽ tranh. Trời ơi trời, bây giờ ha, mình không làm gì hết thì nó hơi buồn các bạn ơi. Tính ra thì mình đến đây thì mình cũng phải có trời đó cho các bạn xem đúng không? Ê, làm gì giờ ta? Mấy bạn biết hôm nay mình sẽ làm cái gì không? Sở trường giỏi nhất của mình mấy bạn biết đó là gì không? Đó chính là ảo thuật mấy bạn ơi. Cho nên hôm nay mình có chuẩn bị một cái tủ ở đây để mình biểu diễn ảo thuật cho tất cả những người bạn trong trường của mình xem nè. Đấy, mình gọi là rất là giỏi ảo thuật luôn nha các bạn nha. Đây, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nè. La, anh em ơi, anh em đâu hết rồi? Mọi người tập trung lại đây nào. Có gì vậy? Anh em tập trung lại đây. Tôi có trò này vui cho anh em xem đó nè, anh em ơi. Ủa, lại đây nào. Hello anh em. Ủa đông đủ chứ vậy, hình như còn thiếu tên Mr. Dịch đáng ghét thì phải. Qua cái tên kia, lại đây. Tôi diễn cái này cho coi nè, lại đây, nhanh lên. Cái gì vậy? Mày làm cái trò gì đấy thằng Hai Vũ? Lại đây nhanh lên đi, trời, lại tôi cho coi cái này hay lắm nè. Ok. Xin chào tất cả mọi người đã đến với một màn biểu diễn ảo thuật của Phong Cận TV. Tính ra tôi chưa diễn mà ông vỗ tay cái gì đâu. Diễn đâu? Vỗ tay trước. Vỗ tay ủng hộ người biểu diễn chứ trời. Trời ơi trời, gì mà vỗ tay trước vậy trời. Ok. Thôi, nói chung là Rô vỗ tay ủng hộ với tôi là tôi thấy vui rồi. Ok. Rồi, hôm nay là mọi người, tôi đến đây, tôi đã chuẩn bị một tiết mục ảo thuật rất là hay để biểu diễn cho mọi người xem. Và đây, mọi người, như mọi người đang nhìn thấy, ở đây tôi đang có một cái tủ, đấy. Và trong cái tủ này trống không, không hề có gì hết, đúng không? Và hôm nay tôi cần mời một người bước lên đây để biểu diễn cùng với tôi màn biểu diễn ảo thuật này. Để coi ai vậy ta? Cho tôi đi. À, Camui hả? Rồi, ok. Xin mời Camui bước vào trong cái tủ, nhanh lên. Yeah. Rồi, ok. Camui đứng ở trong này nha, không được đi đâu hết nha. Ok. Rồi, tôi đóng tủ lại nè. Đây, như anh em đang thấy, mình đã đóng tủ lại và Camui đang nằm trong tủ nha. Nè, anh em xem thêm lần nữa nè. Đấy, Camui đang đứng ở bên trong tủ. Rồi, đóng lại thêm lần nữa nè. Rồi, đóng lại nha. Ok. Rồi, đóng lại. Vô tay. Hết mọi người. Ok. Bây giờ mọi người hãy nhìn đây. Tôi chỉ cần gọi là phù phép biến hóa. Hồ biến một cái thôi là Camui sẽ biến mất luôn. Tới đâu? Thật luôn á. Ghê dữ vậy. Trời ơi, ảo thuật tào lao. Cái gì vậy? Cái ảo thuật tào lao. Ông chưa xem mà ông đã nói là tào lao rồi. Nè, bây giờ nhìn nha, tôi làm một lần thôi nè, coi nè.
Úm ba la xì bồ nè, tôi chạy một vòng tròn nè, thấy không? Ca mui không hề nấp nha, ca mui không hề nấp nha, ca mui đang đứng ở trong tủ nha. Úm ba la xì bồ hồ, bing, ca mui đã biến mất. Ghê không? Ghê không? Mọi người kiểm tra thoải mái, kiểm tra vỗ thoải mái. Vỗ tay rồi, vỗ tay. Vỗ tay liền, vỗ tay liền. Trời ơi trời. Ok. Đi ra ngoài luôn. Đi ra ngoài, ai cho đi vô. Ok, bây giờ nè, tôi sẽ gọi là biến mất ca mui đúng không? Bây giờ tôi đóng cái tủ lại nè. Bây giờ tôi chỉ cần ba la một cái thì ca mui sẽ không xuất hiện đâu, nhưng mà trong đây sẽ xuất hiện một con heo, tin không? Tin không? Ui, tin không? Gì mà con heo kỳ vậy? Tôi sẽ biến cho ca mui từ gọi là một con người biến thành một con heo luôn hả? Đây là một màn ảo thuật. Nào? Đúng rồi, một màn ảo thuật rất là đặc biệt luôn đây nha, coi này nha. Bây giờ nè. Tôi dẫn trước nè. Rồi ok. Ui. Nè, chuẩn bị nha. Yên tâm đi Sam, coi tôi nè. Úm ba la xì bùa hồ biến ca mui. Bùm. Heo dễ thương. Ê, nó chạy. Nó chạy. Heo ơi. Ông ơi. Hả sao? Tôi hơi nhỏ nha. Là vậy là ông biết bà ca mui biến mất xong con heo vô, hay là cái này là bà ca mui biến thành con heo vậy? Trời ơi, cái này là bà ca mui luôn á, tin không? Trời ơi, ca mui luôn hả? Đúng rồi, coi nè. Ca mui ơi. Bạn có nghe mình nói không? Ủa, gật đầu kìa, thấy không? Đó, mấy bạn thấy không? Mình đã biến ca mui biến thành con heo luôn các bạn ơi, ghê thiệt chứ. Bây giờ coi nè nha. Ca mui ơi, nếu như bạn đang nghe lời mình thì bạn hãy chạy vòng tròn đi. Chạy vòng tròn. Ồ, đi chạy vòng tròn kìa, ghê chưa? Ghê. Ok. Vỗ tay. Khoan từ. Vỗ tay. Ok. Khoan nhưng mà từ nha. Không thể nào mà để ca mui trở thành con heo vậy mãi được. Bây giờ tôi sẽ sử dụng heo gật đầu kìa. Bây giờ tôi sẽ phải biến cho ca mui trở lại bình thường chứ không thể nào để ca mui trở thành con heo thế này được. Ok. Rồi bây giờ tôi sẽ đóng tủ lại nè. Ê rồi, ông có tin tôi biến ông thành con heo luôn không? Cái gì vậy? Ông biến thành trai đẹp đi không? Trai đẹp cái đầu ông ấy ra ngoài. Trai đẹp. Trời ơi, trai đẹp chỉ có phong đẹp thôi. Ok. Thôi nào. Heo ca mui đi vô trong đi. Ê, cắn tôi. Ok rồi, bây giờ các bạn coi nha, trong đây là con heo đúng không? Mình đóng tủ lại nè. Ê, mấy bạn thấy mình biểu diễn ghê không các bạn? Bây giờ mình sẽ biến cho ca mui trở thành người bình thường nha. Ê, coi nè, mọi người coi nha, chuẩn bị nha. Đó, chưa gì hai ông kia vỗ. Trời ơi, vỗ tay trước. Trời, nãy giờ bất ngờ lắm luôn á, giờ chắc chắn sẽ bất ngờ tiếp nè. Ok coi nè. Ba la um ba la si bu hồ biên ca mui chơi bình thường. Ghê không? Ê ca mui ơi. Ca mui. Hồi nãy ca mui biết thành con heo á, ca mui có biết không? Tôi biết mà, nhưng mà mỗi tuần là tôi nói mà không ai nghe hết trơn á. Đúng rồi, trời ơi trời. Biến thành con heo rồi làm sao biết nói được, chỉ biết kêu ủn ỉn thôi, không nói được đâu hả? Ok. Ok, tặng hoa luôn hả? Trời ơi, được tặng hoa luôn bạn ơi. Ôi cảm ơn Sima tặng hoa tôi nha. Gì? Cái đó tặng kim cương luôn. Trời ơi, tặng giống chiếc xe luôn nè. Cái gì vậy? Gì tặng tôi nguyên chiếc xe vậy ba? Thôi không cần đâu, dẹp đi. Ok, trời ơi Siro tặng mình nguyên chiếc xe luôn bạn ơi. Bên trong đây là nguyên chiếc xe luôn bạn. Ủa mà sao nhỏ xíu vậy? Xe điều khiển từ xa hả Rô? À, cái đồ chơi đó. Trời ơi là trời, tặng thì tặng không tự, tưởng là tặng cái xe thật luôn ai dè. Tặng xe đồ chơi. Thôi mà không sao, cảm ơn Rô nha. Rồi, anh em thấy màn biểu diễn vừa rồi của tôi như thế nào? Tuyệt vời rồi. Hay quá đúng không? Ok, trời Sim tặng ba tôi tiếp. Tặng nhiều. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem màn biểu diễn. Không biết anh em còn ai muốn biểu diễn gì nữa không? Tôi luôn ơi. Ủa gì Rô hả? Ủa Rô, ông tính biểu diễn cái gì? Tôi muốn hát cho mọi người nghe. Ồ, hát cho mọi người nghe. Trời ơi, bạn ơi. Siro biết hát luôn. Ủa, ông biết hát từ khi nào vậy? Tôi, ở đó giờ tôi biết hát mà tôi học hát mà bạn biết hả? Trời, từ trước giờ tôi chỉ biết ông là một cái người học thôi, chưa có bao giờ thấy ông hát đâu. Đâu bây giờ thử hôm nay ông hát cho mọi người nghe đi đâu. Thì hát chứ, giờ tôi muốn hát cho mọi người nghe này, nhưng mà phải có mic có la rồi tôi mới hát được chứ. À, đằng sau lưng ông kìa, tôi chuẩn bị trong nguyên một cái gì ta, một cái vàng đóng hát luôn kìa, thấy không? Này. Rồi. Ok, qua đây. Anh em qua đây. Ok. Ok bạn ơi, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn biểu diễn gọi là vừa rap vừa hát của Siro nha các bạn nha. Ok, rồi, chuẩn bị chưa đâu? Sẵn sàng chưa? Chuẩn bị rồi, tôi vừa hát tôi vừa nhảy cho mọi người coi luôn. Hát vừa nhảy luôn. Ủa mà khoan, tính ra Rô tính hát bài gì? Tôi tính hát cái bài gì mà để anh nói cho em nghe. Tôi sáng tác luôn, ghê vậy hả? Đúng rồi. Ok, rồi, bây giờ Rô hát đi Rô. Ok, tôi hát nha. Ok, nghe kỹ nha.
Cuộc đời anh là cuốn phim dù có tình tiết nhưng không có màu. Còn em là người phục chế xanh đỏ tím hồng khi ta có nhau vậy thì. Em ơi, anh sẽ nói cho em nghe. Anh sẽ nói cho em nghe. Chuyện về một nàng công chúa bị đầy ra khỏi xứ sở thần tiên. Nhan sắc sánh hơn điêu thuyền hay có thể nói là có phần hiểm. Biết bao nhiêu người đảo điên khi nhìn chung phải bóng hình nàng. Và có biết bao nhiêu chàng hoàng tử muốn cận kề nàng. Với bao tính toán về ti em ơi, hãy để anh dẫn em đi ra khỏi cái xứ sở này. Thế giới của em từ nay dù có âu lo, anh sẽ đỡ lấy đưa tay em đây. Chúng ta cùng nhau bước hết qua những ngày mưa. Anh đưa em khỏi một phù thủy kia, em đưa anh khỏi căn phòng bay bưa. Và thế là anh sẽ nói cho em nghe. Lời anh nói thì không chân hoa, nhưng tất cả đều thằng lòng em nhé. Ta bước thật xa qua những người hoa. Thế giới không trai bao nhiêu điều là thì điều tuyệt vời. Chỉ có mình em thôi, nàng công chúa kia xa. Hay quá rồi, trời ơi, rồi hát hay quá. Trời ơi, tôi khóc luôn à. Ủa? Rồi xong hát hay dữ dội. Trời đất ơi, trời không ngừng hát hay vậy luôn á. Này, tôi có món quà tặng ông nè. Đó, ông nhận đi nha. Ôi, phát tặng quà cho mình luôn. Cảm ơn khá nhiều nha. Ủa? Trời ơi, trời, tự nhiên không mà hát hay thôi có gì đâu. Tôi diễn ảo thuật hay sao bà không tặng tôi Sam? Quên ha, chết rồi. Tôi đem được món, có gì mai tôi tặng tiếp nha. Mai tôi tặng nha. Ủa ôi, trời ơi, trời, hát có tí thôi làm gì ghê lắm mà tặng quà đồ. Vậy mà nãy mình diễn ảo thuật không chịu tặng cho mình. Trời ơi, tức thiệt chứ. Thôi mệt quá, không thèm đâu. Ủa trời, thôi anh em ơi thôi bây giờ bọn mình gọi là hát từ nãy giờ, vui chơi từ nãy giờ cũng nhiều á, giờ trời cũng sắp chiều rồi nè. Hay là bây giờ bọn mình gọi là vào ăn đi mọi người, ăn đi. Ăn hả? Đúng rồi. Ok, đến giờ ăn rồi, yeah. Tao bảo ăn đi thôi. Ủa, sao Vi lại ngồi một mình nhở? Vi ơi. Ừ? Sao ông lại ngồi đây một mình nhở? Và sao không vào kia cùng với mọi người đi? Hai, thôi, bà ra chơi với tụi nó đi. Tôi không thích chơi với cái đám nhóc con nữa đâu. Thôi, ông qua chơi với mọi người đi. À, hay là ông có cái chuyện gì buồn? Ông có thể tâm sự được với tôi mà. Ủa, mà sao bà lại quan tâm đến tôi vậy? Thì bởi vì chúng ta là bạn bè mà. Bạn bè quan tâm đến nhau là chuyện tất nhiên rồi. Hai, từ đó đến giờ có mỗi bà là người quan tâm đến tôi luôn á. Bà dễ thương quá, bà dễ thương quá.